Xin chào bạn, hôm nay đại lý Villa Serra Thủ Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu bồn cầu V64. Cái mẫu này thì ở ngoài Bắc thì không có xa lạ lắm, nhưng mà đối với miền Nam thì cũng chưa được lưu hành nhiều. Mẫu này thì tương đối đẹp. Không biết là hiện tại nhà máy Villa Serra miền Nam đã sản xuất cái dòng này chưa thì tôi cũng chưa nắm thông tin. Thì con V64 này thì nó có kích thước là 695 x 380, chiều cao két là 730. Thì V64 này thì nó có một cái thiết kế đường nét rất là sắc nét. Trên đây là bồn cầu hai nút nhấn xạ tiểu và xạ đại ha. Còn đây là cái thông số của V64. Đây 64 ha. Và đây là có tem cào để chống hàng giả. Ta kiểm tra qua ha. Đây là chúng ta quan sát qua thân cầu nè. Phía sau thì nó có một khoảng hở như vậy, chứ không xét hoàn toàn. Còn cái thân cầu nó hơi vát vào một xíu. Ta sẽ quan sát vào tiếp tục ở trong lòng cầu. Thì cái vùng cầu này bằng được tặng kèm cái vòi xịt nha bạn. Tặng kèm vòi xịt. Đây. Có một sự đặc biệt là trong cái cầu V64 này, đó là xả xoáy nha bạn. Nó xả xoáy hai đường nước đây. Đây có một đường nước, xả xoáy một đường bên đây. Và nó có một luồng nội Z đây này, làm cho chất thải đi rất là nhanh và lòng cầu rất là sâu. Nên chúng ta không ngại lo là chất thải hay sau đó nó bám bật ha. Thì cái này là nắp đóng êm các bạn. Thì sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Villa Serra Thủ Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc tôi theo số điện thoại cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.